Mình chờ tí ha, chờ tí quý vị giao đủ đủ rồi mình học luôn. Quý vị có hỏi gì thì hỏi nha. Nay Béo với mẹ học chung đúng không? À, cái phần ghi bài á, mình không cần ghi mấy cái bản văn ha. À, mấy cái văn bản Việt Bali rồi đó mình không cần ghi, chỉ ghi từ cái phần giảng giải xuống thôi. Trong khi chờ các bạn vào đủ đủ á, mình có hỏi thì mình cứ nhắn lên hoặc mở micro nha. Nay có ai xung phong đọc Bali với văn bản không? Bữa nay mình có ba cái văn bản với một cái Bali. À, mình đọc qua lần ít nhất mình cũng có cơ hội mình nhớ được thêm xíu. Hôm trước có đặt hàng tân đọc Bali rồi nè, còn ba cái văn bản nữa. Ai có thể tiện mở micro đọc thì chia nhau đọc ha, người đọc thầm thì đọc tí. Đọc đi mọi người quen dần dần. Nghe Bali không có sợ. Mình còn đụng tới Bali nhiều lắm. Con chỉ cần đọc 2 ly, ly rưỡi gì cũng được. Chứ không cần đọc đến chữ thiên có thể hiểu đâu, cho nên thoải mái ha.
Ok Duy. Chư thiên ta hiểu bằng ý con ơi. Chư thiên có nói ngôn ngữ. Con hiểu hiểu bằng ý không? Có phải là con hãy quan sát trong đời sống, đâu phải lúc nào người ta cũng phải nói lên một cái điều gì đó con mới mới hiểu đâu. Con hoàn toàn có thể hiểu được cái ý của người khác muốn khi người ta chưa có nói mà. Con có bao giờ biết được cái trạng thái đó chưa Nhi? Giống kiểu ông Duy nó bảo gì đấy, đó là hiểu bằng ý đó, đâu có ngôn từ đâu. Chết rồi, vậy nữa mà con sanh cái thời mà có Đức Phật chánh đẳng giác là coi như tiêu rồi. À, tại vì á, thỉnh Đức Phật chánh đẳng giác ngài đâu có nói lên cái sự ưng thuận đâu, ngài im lặng xong cái con bảy bảo là trời, khi thấy ông Phật này ông không lên tiếng gì trơn làm sao tôi biết. Là rồi. Hiểu bằng ý không có nghĩa là tha tâm thông con. Ủa, hồi nãy thấy có ai lướt vô Đức, đúng rồi, Quỳnh Đức lướt vô xong lại mất tiêu rồi. Im lặng vậy là cái con tin người khác, con tin người khác, cái con hỏi nhầm ông bà La Môn rồi đó đó. À, xong cái người ta sẽ lý giải với con ở Đức Phật im lặng vậy là kêu kêu nhà ngươi đi chết đi á, rồi xong rồi cái con đi chết. Khó quá ha, khó quá. Vì Nhi đọc cái phần số 2. Ừ. Khó quá, Nhi đọc phần số 2, cái văn bản số 2. Đọc nhớ chạy chữ nha. Mình chờ thêm 2 phút nữa ha, xem mấy có anh chị em nào vô học nữa không. Nhớ có bạn Thủy cu rú rồi đó. Sao bạn mất tiêu rồi?
À, mấy chị ký cũng dạo này mất tiêu ha, quên quên. Chắc đụng học Bali không cho nên thấy hơi ngán gì. Rồi ok vậy thôi, chắc là mình bắt đầu mình học đi. Rồi đầu tiên là cái phần Bali, mời Tân đi ha. Đang đọc phần Bali đi. Alo. Okay. Mesutang Ikang Samayang Bhagava Sawatiyang Viharati Chetewane Anatha Bidin Kasa Arame Tatya Ko Bhagava Piku Amantesi Pikawoti Badante Ti Tebiku Bhagavato Bacha Sosung Bhagava Etadang Vocha Nahang Bikawe Anyang Bi Eka Rubambi Samanu Basami Yang Ewang Burisasa Chitang Bariya Daya Titatati Yatha Yidang Bikawe Iti Rubang Bikawe Sasa Chitang Bariya Daya Titatati Patamang Nahang Bikawe Anyang Akasadambi Samanupasami Yang Ewang Burisasa Chitang Bariya Daya Titati Yathayirang Bikawe Itisado Itisado Bikawe Burisasa Chitang Bariya Daya Titati Tutiyang Nahang Bante Yang Ikagandambi Samanupasami Yang Ewang Burisasa Chitang Bariyadaya Titati Yathayirang Bikawe Itigando Itigando Bikawe Burisasa Chitang Bariyadaya Titatiti Tatiyang Nahang Bikawe Anyang Ekarasambi Samanupasami Yang Ewang Burisasa Chitang Bariya Danya Titati Yathayirang Bikawe Itisa Itiraso Bikawe Burisasa Chitang Bariya Danya Titati Jatutang Nahang Bante Anyang Ekafota Bambi Samanupasami Yang Ewang Burisa Chitang Bariya Danya Titati Yathayirang Bikawe Iti Fotapo Bikawe Burisasa Chitang Bariya Danya Titati Bancamang Nahang Bante Anyang Ekarubambi Samanupasami Yang Ewang Itiya Chitang Bariya Danya Titati Yathayirang Bikawe Purisa Rupang Purisa Rupang Bikawe Itiya Chitang Bariya Danya Titati
Samanu basami yang ewang itiya chitang Maria nanya titati yatha jidang bikawe purisado purisado bikawe itiya chitang Maria nanya titati satamang nahang bande anyang ekagandam bi samanu basami yang ewang itiya chitang Maria nanya Titati yatha jidang bikawe purisagando purisagando bikawe itiya chitang bariya dadya titati atamang nahang bande anyang ekarasambi samanubasami yang ewang itiya chitang bariya dadya titati yatha jidang bikawe Purisa raso, purisa raso pikawe itiya chitang bariya danya titati yang nawamang nahang bande anyang eka fo tabambi samanu basami yang ewang itiya chitang bariya danya titati yatangidang bikawe Purusa, purisa fotabo, purisa fotabo pikawe itiya chitang bariya danya titati dasamang. Alo, mọi người nghe rõ không nhé? Dạ rồi, con đọc tiếp cái phần Việt ngữ một của cái phẩm sách này. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn trụ ở Savatthi, rừng Jetavana tại khu vườn ông Anathabindika. Tại đấy, Thế Tôn bảo các tỷ kheo, này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ta không thấy một sắc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Này các tỷ kheo, sắc người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Ta không thấy một tiếng nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như tiếng của người đàn bà. Này các tỷ kheo, tiếng người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông. Ta không thấy một hương, một vị, một xúc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn ông như hương, vị, xúc của người đàn bà. Này các tỷ kheo, xúc của người đàn bà xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông. Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc của người đàn ông. Này các tỷ kheo, sắc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm của người đàn bà. Ta không thấy một tiếng, một hương, một vị, một xúc nào khác, này các tỷ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như tiếng, hương, vị, xúc của người đàn ông. Này các tỷ kheo, xúc của người đàn ông xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà. Thích Minh Châu. Ủa có ai đọc phần 2 chưa thầy? Còn không để con đọc luôn. Có chị nè. Ok. Tôi xin đọc phần 2. Một nam nữ có lần đấng cao quý trú ngụ tại khoảnh rừng của hoàng thân Jeta ở Sawatthi. Tại đó ngài gọi các phích khú. Các phích khú: dạ vâng, thưa đấng cao quý. Đấng cao quý nói: không thấy một hình ảnh nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam như hình ảnh của người nữ. Hình ảnh của người nữ xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam. Ta không thấy một âm thanh nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam như tiếng nói của người nữ. Tiếng nói của người nữ xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam. Ta không thấy một mùi nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam như mùi của người nữ. Mùi của người nữ xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam. Ta không thấy một vị nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam như vị của người nữ. Vị của người nữ xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam. Ta không thấy một xúc chạm nào
ăn chiếm và làm chủ cái biết của người nam, như xúc chạm từ người nữ, xúc chạm từ người nữ xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nam. Ta không thấy một hình ảnh nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ như hình ảnh của người nam. Hình ảnh của người nam xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ. Ta không thấy một âm thanh nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ như tiếng nói của người nam. Tiếng nói của người nam xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ. Ta không thấy một mùi nào mùi mùi người nào xâm chiếm làm chủ cái biết của người nữ như mùi của người nam. Mùi của người nam xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ. Ta không thấy một vị nào xâm chiếm mà làm chủ cái biết của người nữ như vị của người nam. Vị của người nam xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ. Ta không thấy một xúc chạm nào xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ như xúc chạm người từ người nam. Xúc chạm từ người nam xâm chiếm và làm chủ cái biết của người nữ. Công Dũng xin hết. Dạ, con xin đọc phản văn Việt ngữ 3. Tôi được nghe như sau: một dịp Thế Tôn lưu trú tại vườn ông Anathabidaka, rừng Jetavana, thành Savatthi. Nơi đó, Đức Thế Tôn đã gọi: Này chư tỳ khưu, bậc tôn kính, chư tỳ khưu lắng nghe Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói lên: Ra đây, này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng các có một thứ vật chất cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nam, đấy các vị, đó là sắc vật chất của người nữ. Sắc vật chất của người nữ, này các vị tỳ khưu, cư ngụ làm kiệt tâm sức của người nam, đấy. Thứ nhất, ta đây, này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng một thứ thanh âm cư ngụ và làm kiệt sức tâm, kiệt sức của người nam, đấy các vị, đó là tiếng nói của người nữ. Tiếng của nữ nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt sức tâm của người nam đấy. Thứ hai, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ mùi hương cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nam đấy các vị, đó là mùi hương của người nữ. Mùi hương của nữ nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nam đấy. Thứ ba, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ vị chất cư ngụ và làm kiệt sức người nam đấy các vị, đó là vị chất của người nữ. Vị chất của nữ nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nam đấy. Thứ tư, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ xúc chạm cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nam đấy các vị, đó là sự xúc chạm của người nữ. Sự xúc chạm của nữ nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nam đấy. Thứ năm, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ vật chất cư ngụ và làm kiệt sức người nữ đấy các vị, đó là sắc vật chất của người nam. Sắc vật chất của người nam, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy. Sáu, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ thanh âm cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đó các vị, đó là tiếng nói của người nam. Tiếng nói của nam nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy. Bảy, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ mùi hương cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy các vị, đó là mùi hương của người nam. Mùi hương của nam nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy. Thứ tám, ta đây này các vị tỳ khưu, biết rõ rằng có một thứ vị chất cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người đấy, của người nữ đấy các vị, đó là vị chất của người nam. Vị chất của nam nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy. Chín, ta đây này các vị tỳ khưu, rõ ràng có một thứ xúc chạm cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy các vị, đó là sự xúc chạm của người nam. Sự xúc chạm của nam nhân, này các vị tỳ khưu, cư ngụ và làm kiệt tâm sức của người nữ đấy. Thứ 10, kết thúc phần đầu tiên về sắc vật chất. Chi diệu. Cảm ơn ba bạn ha, ba bạn đọc bản Việt ngữ và giờ bạn Tân đọc bản Bali.
ít nhất là mình đọc 3 lần này, 3 lần Việt ngữ, thành ra là mình nghe cái xong rồi cái mình cũng nhớ nhớ được một xíu, đúng không? Khi mà mình đọc tới đọc lui á, đọc tới đọc lui rồi mình mới nhớ được cái bài kinh nó dễ. Khi mà mình nhớ được cái bài kinh rồi á, thì khi mà mình phân tích á, khỏi phải quay lại bài kinh, đó là các bạn nhớ rồi. Khi mà mình chưa có nhớ bài kinh đó, mình theo cái phần phân tích ở bên dưới này nè, trời ơi, nó rất nùi luôn. Nên mình nhất là những cái phần mà phía sau nữa nè, mấy cái phẩm phía sau nó dài dài lắm, nó tùm lum cái khái niệm chi pháp đó mà mình không có nhớ đó, nên mình đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại đó, rồi mình nhớ nhớ rồi bắt đầu mình vô thì nó dễ hơn cho mình rất là nhiều. Cái phần này thông thường nha, tôi đi tìm tất cả những cái tài liệu giảng giải về cái phẩm sắc ở trong cái tăng chi, trời, cái sư mà giảng hết ha, cái sư mà giảng phần này hết đấy. Có mỗi một sư đó là sư Toại Khanh ấy, là sư có giảng cái phần này một xíu thôi, là sư có giảng một xíu thôi, mà một xíu là nó cũng dính có một chút tí tí liên quan tới cái phẩm này thôi, còn vòng vòng là sư không kể chuyện trên trời dưới đất, thành ra nó ra nguyên cái bài pháp tùm lum chấm hết, nên cái phần này nó rất ít những cái yếu tố để khai thác, nhưng mà phần này lại rất quan trọng, phần này lại rất quan trọng. Nên thành ra tôi có đưa vô rất nhiều những cái yếu tố khác ngoài ra, nó dính trực tiếp đến đời sống cư sĩ, hoặc là những cái quý vị nào có cái mong muốn là sau này tìm hiểu về cái đời sống xuất gia hoặc đời sống độc cư đó thì khá nhiều á, cho nên quý vị cũng ghi chú lại thêm. Đúng ra chúng ta sẽ có khoảng 5 phút để cho quý vị xem lại bài cũ, nhưng mà do bài cũ trước là chúng ta chỉ bằng giới thiệu thôi, không có gì để chúng ta xem lại. Từ những cái lần sau á, qua phần khác thì chúng ta sẽ có 5 phút sau khi đọc bài xong đó cho quý vị xem lại bài cũ. Chứ mình không cần học bài, mình xem lại bài cũ thôi, để cho mình nhớ bài. Rồi, mình sẽ đi vào tuần tự nhé. Cái phần đầu tiên mình nói về duyên khởi, tức là từ đâu mà có cái bài kinh này. Từ đâu mà có bài kinh này. Thì một loạt các cái phần chương số 1 này, phẩm mục chi này đó thì được thuyết tại cái vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Jetavana thành Sawatthi. Thì đây là cái nơi mà Đức Phật thuyết các bài kinh này. Và khi mà ngài ở đây thì ngài gọi các vị tỳ khưu đến và ngài dạy những cái điều học, ngài dạy những cái điều học, về trong đó có cái điều học này, có cái bài này chúng ta được biết ở đây. Riêng cái bài này thì có cái bản mà tôi dịch hồi trước, vừa có dịch hồi trước được một cái phần đầu. Hồi trước có chia ra rất là nhiều cho mỗi một cái quý vị, có dịch dịch từng phần để ráp vô đó. Thì được mớ rồi, còn cũng còn dang dở nhiều, cũng còn dang dở nhiều. Nên hy vọng là tới hè đi ha. Tới hè đi thì cái mình quay trở lại, quý vị nào có mong muốn dịch đó, cái mình quay trở lại mình dịch thì mình sẽ hiểu được cái phần bên trong của nó đó, các lớp ngôn từ nó sâu hơn. Khi mình nghe lướt lướt ở trên bên ngoài thì thiệt sự là nó khó cho quý vị lắm, mình phải tra từng chữ một mà nó mệt mỏi lắm, mà như vậy thì thành ra mình mới hiểu được, trời, cái từ này tại sao dùng như vậy, nó có ý nghĩa gì. Nó rất hay. Mò từ Bali con. Mò từ Bali rồi đối chiếu bản tiếng Anh, đối chiếu bản tiếng Việt. Có những cái chữ đó, có những cái chữ đó thì bên tiếng Anh nó cũng không có dịch. Xem từ điển thì nó có chỉ có từ điển của tiếng Miến thôi. Trời đất ơi, mò mò mòn mỏi, mò mòn mỏi. Hồi trước dịch với hồi thời trước là dịch với bò với Nam Hưng á. Dịch cái có một câu nguyên mùa hè, nguyên mùa hè dịch được có một câu duy nhất trong bộ pháp tụ, cái câu đầu, cái câu mà liên quan tới tới tâm, dịch được mỗi có một câu một thôi, hết nguyên mùa hè, tại vì mọi có một chữ nó chỉ có cái phần của tiếng Miến thôi, mà đi hỏi đi mò mẫm bên tiếng Miến của người Miến rồi đó, thì cái chữ đó chỉ là cái đọc phát âm thôi chứ không có nghĩa. Trời đất ơi, muốn xỉu vậy đó, mò mẫm mệt lắm, mệt mỏi lắm. Nên thành ra các bạn mà dịch tiếng Anh ấy, với cái dự án dịch của cô My đó, trời ơi là khỏe lắm đó, là khỏe lắm đó, vui đi nghe, là bà chưa bắt dịch Bali đó, nó mới chịu đó, bà bắt dịch Bali là còn mệt mệt mỏi nữa, nên giờ dịch tiếng Anh là còn an vui lắm.
Đó là cái duyên khởi của cái bài kinh này. Bây giờ mình vô mình tóm tắt cái bài kinh này. Bài kinh này tóm tắt ra đơn giản lắm, có cái bảng này, có cái bảng nhỏ nhỏ thôi. Nên các bạn nào ghi từ từ nha, ghi không kịp mình la lên, nữa tôi lướt nhanh quá là ga la lên. Tôi sẽ không gửi file, tôi sẽ không gửi file mà để cho các bạn ghi. Tại gửi file các bạn không có ghi, không ghi là không có nhớ, mình không có trả bài rồi, mà mình còn không có ghi nữa đó là mình lướt qua đời nhau rồi xong quên trơn à, không nhớ. Ghi đi, để cho tự mình nhớ nhớ dễ. Rồi, tóm tắt cái bài kinh này thì nó bao gồm hai phần, phần của nam, phần của nữ thôi. Nó bao gồm là năm cái thứ của nữ nhân, nó bao gồm là cái cơ thể vật chất của nữ nhân này, cái lời nói của nữ nhân này, cái mùi hương của nữ nhân nè, cái vị chất của nữ nhân nè, cái sự xúc chạm của nữ với nữ nhân nè. Thì những cái thứ này nó cư ngụ và làm kiệt quệ tâm sức của nam nhân. Đó là năm câu đầu. Đó là năm câu đầu, ý của năm câu đầu nhiều thôi. Xong cái này, cái tiếp tục năm câu sau thì ngược lại. Cái cơ thể vật chất của nam nhân này, cái lời nói của nam nhân, cái mùi của nam nhân này, cái vị của nam nhân này, và sự xúc chạm với nam nhân. Những cái thứ này nó cư ngụ và làm kiệt quệ tâm sức của nữ nhân. Cư ngụ và làm kiệt quệ tâm sức của nữ nhân. Đó thì cái chỗ mà cũng là cái chỗ liên quan tới cái chữ kiệt quệ này nè. Trong cái bản dịch của Ngài Minh Châu thì Ngài không có dịch là kiệt quệ, như là làm chủ vậy đấy. Nó nhớ trên đó, này các bạn coi lại đó. Nó chưa rõ ra. Nó chưa rõ ra. Phải dùng cái từ kiệt quệ nó mới mới bộc ra được, nó mới bung ra được hết cái nghĩa lý của cái phần này. Dùng cái từ kiệt quệ là nó sẽ rất là rõ nghĩa luôn. Đấy, đây thì cái bài kinh nó có chí nhiêu đó. Ai chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy chứ mà người ta nghe người ta đắc quả A-la-hán, mình nghe mình không có gì hết trơn. Quý vị ghi ha, quý vị ghi. Alo, Alo. ở đây nó có hai cái chỗ như vậy nè. Tại vì cái bài này với cái câu này thì cũng có dịch trong cái lớp Pali á, Có thêm bản thì dịch mọi nữa người không? cũng có đi làm rõ. Ừ, mọi cho mọi thêm đi. mọi người có đi làm rõ. Thì có hai cái từ mà nó là cái từ khóa trong cái câu này luôn á. Thứ nhất là cái từ Pariya đa giá ha, Đây ra đây. đó cái đó là một cái động từ để gửi lên cho quý vị ha. Đó, đây là một cái động từ nè. Rồi cái từ khóa thứ hai, cái động từ thứ hai á là động từ này ha. Thì thật tí. Thì cái bá rí gia đa giá đó, nó có nhiều cái cách dịch ra tiếng Việt. Mình có thể dịch là choáng lấy hoàn toàn, mình có thể dịch là hấp dẫn, mình có thể dịch là thu hút, mình có thể dịch là nắm bắt hoàn toàn. Rồi cái từ tít tha tí á, thì nó có nghĩa là lưu lại, là trụ lại, là giữ lại. Mà cái cấu trúc ngữ pháp trong cái câu này á, thì cái sự choáng lấy hoàn toàn đó nó diễn ra trước, rồi xong mới đến cái sự lưu lại. Thì cái nghĩa lý của cái câu này ở cái chỗ là sắc thinh khí vị xúc pháp đó, từ người nam hoặc là từ người nữ đó, sau khi choáng lấy hoàn toàn thì lưu lại hoặc là lưu lại trong tâm trí của cái đối tượng còn còn lại. Thì về mặt nghĩa hai cái từ đó nó nghĩa như vậy, và về phân tích cái ngữ pháp câu á thì cho thấy được cái nào nó diễn ra trước, cái nào nó diễn ra sau. Và tiếc là cả cái bản dịch của Ngài Thích Minh Châu và của sư chánh thân đó, là sư Trương Trương Đình Dũng đó, thì không hiểu vì lý do gì mà người ta lại không có dịch cái từ lưu lại đó. Rất Và là khi mình tra cái nghĩa của cái từ đó thì mình thấy rõ ràng là nó có cái nghĩa vậy. Nó có cái nghĩa là lưu lại, gán lại, là trụ lại. Thì nếu mà mình suy nghĩ sâu hơn nữa là từ những cái thứ mà nó từ sắc sắc tinh khí vị xúc pháp đó đó,
vô cái nó thành cái cảnh pháp, Đúng rồi. và nó lưu lại trong đó, nó còn lại trong đó thì mới có cái cho người ta nhớ nhung Đó là cái hướng mà thì sẽ hai phân cái tích từ liên quan khóa tới duyên, đó. liên quan tới duyên duyên sinh ấy. Mà chút xíu mình cũng sẽ nói tới tới duyên sinh liên quan tới cái chỗ đó đó, là cái khai thác cái chữ này là rất là tuyệt vời, rồi khai thác chữ này rất là tuyệt vời, nó liên đới trực tiếp tới cái quy trình của duyên sinh luôn. À, còn nếu như mà mình không có phân tích cái chỗ duyên sinh ra đó là mình sẽ không thấy được, mình không thấy được. Phân tích cái này nó dính trực tiếp tới rất là nhiều những cái vấn đề ở trong cái đời sống, mà đặc biệt là đời sống người tại gia thì nó sẽ dính nhiều lắm, và nó cũng sẽ gặp một cái sự cản trở nữa, một cái sự cản trở lớn là cái này thì ứng dụng sao, cái này sử dụng sao, và cái này mình sẽ sống với nó như thế nào. Đây cái bài này là này chứ vị tỳ khu vị kawe, không phải nói mình này, không phải nói mình, nó không phải nói cư sĩ này đang nói thôi. À, chư vị tỳ khu đang giảng cho các vị tỳ khu nghe đó, mình phải hiểu được cái bài nó trong cái bối cảnh nào nữa, chứ không phải là cái đó mình cứ ráp vô thôi, mình cứ ráp vô thôi cái mình cũng làm như được luôn, không được. À, ở đây là dành cho các vị tỳ khu đó. À, làm lưu lại đó là sự cư ngụ đó. À, rồi ở trong đây mình sẽ phân tích một xíu liên quan tới cái thứ nhất là cái từ cái yếu tố sinh học đến cái sự tu tiến. À, từ cái yếu tố sinh học cho đến cái sự tu tiến, nó liên đới với nhau như thế nào trong cái bài kinh này. Thì mình thấy là nguyên cái bài này luôn nó rặt cái mùi liên quan tới giới tính, liên quan tới phái tính, liên quan tới giới tính, liên quan tới phái tính, chứ không phải chỉ nói đơn thuần về các sắc vật chất, không phải nói về các sắc vật chất, nó liên quan tới giới tính dữ lắm luôn, liên quan tới tình dục, và những cái này là những cái mà rất nguy hại liên quan tới giới của cái người xuất gia, cho nên tất cả những cái điều này là phải cẩn thận đối với giới của người xuất gia. Cái này dành cho các vị tỳ khu mà. Việc thứ nhất là cái sự quyến rũ về phái tính luôn là cái con dao nguy hại. À, luôn là con dao nguy hại, cho nên thành ra ở đây ra ngày mới liệt kê ra, à, sắc thinh khí vị xúc, năm cái yếu tố này, năm cái yếu tố này là năm cái mà nó nằm bên ngoài, năm cái này là năm cái nó nằm bên ngoài và nó rất nguy hại cho cái đời sống của một cái người xuất gia, nhất là của cái phái tính. À, không, cái này của Trương Công Dũng không phải Trương Đình Dũng. À, Xuyên Đá Chanh Đá là của Trương Đình Dũng. Này khác, không phải Trương Đình Dũng nha. Này nó nằm ở trong một cái tài liệu khác. Cũng cái một cái vị mà cũng nghiên cứu về Phật học, nhưng cái ông này đó là tiến sĩ toán. À, ông này tiến sĩ toán. À, ông có nguyên một cái bộ, cũng đã được cũng có xuất bản rồi. Có một cái bộ là cái bộ về tâm, tức là cái thể biết. Ông không có gọi là tâm, ông gọi là cái thể biết. Một cái tài liệu mà ông không có được xuất bản. Ông không được xuất bản tại trong đó đụng chạm chính trị. À, đụng chạm chính trị thành ra ông xin phép xuất bản không, nó không cho xuất bản. Thì tôi cũng có được cái bộ đó để đọc thì thấy rất là hay, ngày tiếp cận với góc độ khoa học không à. Lý, toán, hóa, ba cái góc độ mà người tiếp cận lên, người giải thích những cái vấn đề nó nằm ở góc độ của Phật giáo, Phật học. Nghe người tiếp cận với góc độ đó. Thấy hay tuyệt vời, hay tuyệt vời, rất là một góc nhìn khác, hoàn toàn khác mà nó phi tôn giáo. Nó không phải được phát xuất từ trong các cái tự viện hay là những cái vị tu sĩ, mà từ những cái nhà nghiên cứu độc lập, người ta nhìn ngắm vấn đề đó. Thì nó cho mình thêm những cái ngóc ngách khác của vấn đề, chứ không phải chỉ là những cái thói quen thường tình để mình xem xét. Thì cái chỗ này mình nói về cái sự nguy hại về phái tính đối với cái vị tỳ khu. Mất kiểm soát do mê đắm vào một trong năm thứ bao gồm là sắc thinh khí vị xúc thì đưa đến sự đứt giới. À, nếu mà mê đắm vào trong đây thì sẽ đưa đến sự đứt giới. Và việc mà cái hành giả đó, tức là mình này, nếu là mình này, đó là nếu một cái hành giả đó thì phải tự biết mình thuộc loại nào, mê cái gì để tự phòng hộ. Mỗi người sẽ khác nhau.
Ở trong đây ngài nói tới năm cái sự mơ đắm rồi, đối với cái người người nam có năm sự mơ đắm, cái người nữ có năm sự mơ đắm đó. Nhưng mà không phải người nào là cũng có năm hết. Đấy, khi có người có một, có người có hai, có người có ba, có người có bốn. Có người thì đủ luôn năm. Đấy, nhưng mà mình phải biết mình là thuộc cái loại nào, mê cái gì để mình tự phòng hộ cho cái đời sống của mình. Vậy thì sau cái bài kinh này về đấy, quý vị ngồi ngắm nghía lại, ngắm nghía là mình thích cái gì. Mình thích cái gì, mình khoái cái gì, mình mê cái gì, và cái gì dễ cho làm cho mình chết, dễ làm lật gọng mình liền, phòng hộ cái đó đó trời, cái đó phải phòng hộ đó. Đây là những cái thứ mà sẽ phải phòng hộ nè, năm cái thứ nè, bắt đầu mình phân tích ra năm cái thứ nè, liên quan ghê hồn bạc vía lắm. Thứ nhất, mê nhìn. Cái này cái đầu tiên, mê nhìn, mà tôi thấy cái này hơi bởi nhiều nè. Hơi bị nhiều. Cái giới trẻ ngày nay là nó sống thỏa mãn con mắt không à. Mê nhìn lắm. Từ mấy đứa nam, mấy đứa nữ gì tá lả âm binh cho tới phi nam phi nữ, loạn xà ngầu hết, mê nhìn. Cho nên quý vị mới thấy rất nhiều cuộc thi hoa hậu nam vương gì từ lưa âm binh trơn á, phát triển rần rần rộ rộ á. Và hồi trước nữa đó thì nó còn đòi hỏi trí tuệ rồi, thi vấn đáp được các kiểu. Cái giờ này thời nay rồi sao? Đâu có. Không, tại vì vấn đáp người lên, nó lên nó nói, nó trả lời làm xàm đâu không à. Cho nên quý vị thấy giờ chỉ cần nhìn được mắt là coi như ổn rồi. Trời, cái đó nó ghê. Ai mà bị cái này cuốn hút mạnh thì phải cẩn thận, phải phòng hộ đó. Phòng hộ chứ không phải về móc bỏ con mắt nha. Cái này không phải nằm ở con mắt đâu ạ. Hồi trong siêu lý mình nói tới nó. Vậy thì tất cả những cái thứ này mình mê đắm, mình mê nhìn, khoái nhìn, ai mà thích nhìn nữa nha, thì cẩn thận. Cái hình ảnh đó nó sẽ lưu trong tâm trí. Nó sẽ lưu ở trong tâm trí. Nó khiến cho không thể bỏ được, không thể tập trung một thứ gì khác. Đây, nó cư ngụ ở trong trọng á. Nó ở trong trọng. Rồi nó chiếm luôn ở trong trọng. Cho nên là bị nhiều lắm, những cái chuyện này là nó xảy ra hàng ngày hàng giờ trong đời sống thế thường, chứ không phải chỉ trong vị tu sĩ. Và các vị tu sĩ phải rất cẩn thận với những điều này, cho nên thành ra Đức Phật mới dạy như vậy. Cái những cái điều này đó, những cái sự mà bắt đầu mê thích nhìn này, nó bắt đầu xuất hiện nhiều ở cái tuổi dậy thì là bắt đầu nó nhiều, nên bắt đầu cái thế hệ nhỏ là bắt đầu là nó dần dần lần mò, bắt đầu nó thích, nó tìm hiểu tới những thứ này. Và có những trường hợp thì sớm hơn, thì những cái điều này nếu như không có sự kiểm soát, nó sẽ đưa đến cái sự hành dâm. Điều này nó sẽ đưa đến sự hành dâm, nó sẽ đưa đến cái sự khát khao. Và những cái sự khát khao này nó sẽ được gán lên trên những cái người mà mình sống chung, những cái người mình sống chung, ví dụ như có bồ, có bịch, hay có vợ, có chồng, các kiểu đó. Thì người ta thích cái đẹp nên người ta mong muốn là vợ người ta cũng đẹp được như vậy. Ê, người ta thích cái đẹp nên người ta mong muốn chồng người ta cũng được đẹp như vậy. Ê, mê mà, mê là khoái nên là ước những cái người mà mình đang chung sống này cũng có được cái gì vậy, kỳ vọng như vậy. Mà nó đâu có. Hoặc nó có rồi sao rồi nó mất. Nhờ hoa hậu cũng phải xấu chứ. Dạ xuống cũng phải xấu chứ, hoa hậu này đẹp mãi đâu. Mất thì sao? Mất an vui. Mất an vui. Đấy là đi từ cái kênh con mắt đi vô. Đi từ con kênh con mắt đi vô. Và mình ước ao như vậy, mình ước vào người thương của mình, bồ bịch chồng vợ của mình được giống vậy, khoái giống kiểu giống vậy. Dễ chết lắm, dễ tan nát gia đình lắm. Này gặp nhiều ngoài đời, gặp nhiều ngoài đời lắm. Mà nếu như mình không có biết, mình không có biết để mình bắt đầu giảm, đoạn giảm. À, mình đoạn trừ cũng được thì mình đoạn giảm. Vậy phần sau đó liên quan tới cái sự tu tiến thì cũng nói về cái điều đó, chỉ đoạn giảm, phải để ý để đoạn giảm đó. Không có làm cho nó tăng trưởng quảng đại. Nó tăng trưởng quảng đại lên là chết, chết liền, và trở thành một trong những dạng tình dục bất ổn. Nó trở thành dạng tình dục bất ổn. Này nếu quý vị nào học bên tâm lý sẽ từ từ cũng sẽ học tới các dạng bất ổn tình dục, thì nó liên quan tới cái bệnh bất ổn, nó bệnh thị dâm sâu nặng hơn, dần già nó sẽ phát triển lên tới cái điều này. Vậy thì khi mà mình biết được mình có cái dấu hiệu thỏa mãn ở cái kênh nào đó mình thích,
điều chỉnh từ từ, giảm bớt từ 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 từ, chứ thôi nó tăng trưởng quảng đại là rồi luôn, kèm lại không được. Và những cái vấn đề này là những cái vấn đề thường người ta sẽ tế nhị, là ta tế nhị, nhưng không có, không học, không hiểu biết là nó sẽ đẩy mình vô vực thẳm và mình chết. Cho nên phải học, phải hiểu biết, chứ không phải đó là những cái chuyện tế nhị đâu. Cái thứ hai nãy là mê nhìn, tới mê nghe. Mê nghe tiếng nói, nghe tiếng nói rồi, nghe tiếng nói. Đây liên quan tới hát hò rồi nè, hát hò MC rồi đó. Cái thinh âm du dương, khoái chí thích. Cái âm thanh đó nó cũng lưu trú trong tâm trí, khiến cho không thể bỏ được, không thể tập trung vào một thứ gì khác. Để quý vị đây nhớ là có những lần mà quý vị mà mê cái bản nhạc rồi đó chẳng hạn, có phải là cái thanh âm đó nó văng vẳng ở trong đầu quý vị không? Có ai đã từng bị như vậy chưa? Có ai đã từng bị như vậy chưa? Cái thanh âm nó văng vẳng trong đầu không? Nguyên ngày một ngày. Cái thanh âm nó văng vẳng trong đầu không đó? Tức là cái trạng thái này nè, nó xâm chiếm và nó ngự trị ở trong á. Nó xâm chiếm, nó ngự trị ở trong đó. Đó là nó ở trỏng luôn, nó nằm ở trỏng chứ không phải là nó đi ra được đâu. Giờ mình làm một cái gì khác giống như là một cái đứa tẩn tẩn mơ mơ màng màng vậy đó, nó tẩn tẩn mơ mơ màng màng vậy đó, tại vì cái đầu mình nó bị chiếm rồi ha, nguyên cái bộ chỉ huy nó quánh nó tan nát rồi. Đó là mình không còn tâm sức nào để mà mình làm cái thứ khác, nó làm kiệt quệ mình, nó làm kiệt quệ cái tâm sức của mình, thành ra mình không thể làm được những việc khác một cách nó có trí được, đứt hết trơn. Giờ mình cái sự thích thú về phái tính á, sẽ sanh khởi khi mà nghe được cái thinh âm từ đối phương, từ cái đối phương phù hợp, thích thú với những điều đó, thì cái sự thích thú phái tính nó rất sâu nặng. Không phải mê hát. Tức là nó có cái sự tồn tại, nó có sự tồn tại. Bất tội nguyện á con, nó nằm ở đâu đó ha, bất tội nguyện, sorry, để ý tiếp nè, chỗ nào cái sai rồi đó bỏ lên cho thầy. Đó thì đó là mê nghe, mà nếu như cái sự mê nghe này mà nó tăng trưởng quảng đại lên, nó tăng trưởng quảng đại lên, lại tiếp tục rơi vào trong các nhóm tình dục bất ổn nữa, rơi vào trong các tình dục bất ổn. Này là những cái căn bệnh của cái thế kỷ đương đại, những căn bệnh của thế kỷ đương đại nhiều lắm, phổ biến dữ lắm luôn, liên quan tới thính dâm, khẩu dâm vân vân, tất cả những cái đó là cái nhóm tình dục bất ổn vậy đó. Mà nếu mà mình không có kiểm soát, là mình tiến tới đó, mình tiến dần dần tới đó, rồi tiến tới đó rồi là bước ra là hơi bị mệt, bước ra là hơi bị khó. Cho nên mỗi người sẽ có những cái thể loại mê thích khác nhau. Mỗi người sẽ có những cái thể loại mê thích khác nhau, không ai giống ai hết. Và mình phải kiểm tra là những thể loại mê thích của mình là cái gì. Mà nhất là về phái tính. Đúng rồi. Có những người ta thích nghe những cái điều tục tiểu về tình dục, người ta cảm thấy thỏa mãn vì điều đó. Có những người họ lại thích nói lên những điều tục tiểu về tình dục. Thì họ thích cái điều đó. Đó là những cái kiểu giống như vậy đó. Từ ha, gì hả, nghe thanh âm phải tính sẽ là nằm đâu ta, lưu trú trong tâm trí khiến cho không thể bỏ được, sự thích thú phải tính sẽ lên do nghe được các thanh âm từ đối phương. Cảm ơn ta. Đó là hai cái này nó rất là lớn luôn. Và trong cái tâm lý đương đại đó thì người ta đã xếp nó vô trong các cái dạng bất ổn tình dục. Ở đây thì tôi không có dịch ra thành là lệch lạc tình dục. Ở Việt Nam mình thường dùng cái từ là lệch lạc tình dục. Thì tôi thấy nó là thuộc dạng bất ổn thôi. Cái này nữa quý vị học bên tâm lý hàng lâm này sẽ nói sâu hơn. Ok hai cái đầu chưa, hai cái này là hai cái thường nha, hai cái thường, còn mấy cái phía sau thì hai cái phía sau nó đỡ hơn, đỡ phổ biến hơn.
nó đỡ phổ biến hơn, còn hai cái đầu là nó rất phổ biến luôn á. Vậy thì mình phải xem lại là mình thuộc cái nhóm nào, nhiều nhóm nhiều loại đó, thì phải tự xem lại. Cái thứ ba là mê ngửi mùi cơ thể. Cái mùi hương đó đó nó sẽ lưu trú và ám ảnh trong tâm trí khiến cho người ta khó dứt ra. Ê, Việt Nam mình có cái câu mà lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi đó. Đó là cái mùi cơ thể đó. Vậy chưa, quý vị có biết cái mùi cơ thể của mình không? Quý vị có biết cái mùi cơ thể của mình không? Biệt. Ai ủa không biết luôn ha, quen nên không có lạ hả? Tức là đó, ok, cái ý của cô mì có biết là này là tức là quý vị biết khi mà quý vị biết rất là có dấu hiệu ở giờ đó. Có dấu hiệu ở giờ là biết rồi đó. Có dấu hiệu ở giờ là biết rồi đó. Mà còn mình không có biết á. Không có biết à, đó là do cái sự quen. Cái sự quen giữa mình với cái hơi, cái mùi của cơ thể của mình. Nhưng mà những cái người đối phương khác thì họ biết nha. Những người xung quanh mình họ biết nha. Nhà xung quanh mình họ biết nha. Nhất là những cái mùi mà nó hơi đặc biệt nhạy cảm rồi đó. Thì người ta biết đó nha. Khiến ha, trong khiến đó còn. Cho nên là cái mùi cơ thể là có nha. Mùi cơ thể là có, và cái này cũng là cái mà nó thu hút về phái tính. Nó thu hút về phái tính mà một số loài động vật này thì nó đi tìm kiếm bạn đời của nó đó là nhờ cái mùi cơ thể này. Quý vị có biết cái con gì tôi quên tiêu tên, cái con xạ hương. Sợ đúng không, con xạ hương, đúng rồi, đúng rồi, con xạ hương. Quý vị có biết cái con đó không, cái mùi xạ hương á. Đó là cũng là một cái dạng mùi hơi. Và cái mùi hơi nó có tác dụng là thu hút phái tính trong cái mùa sinh sản của các loài, cái giống loài đó. Cái hươu xạ, đúng rồi. Thì đó là cái mùi. Và có những người á, thì người lại lại thích, là người ta lại thích cái mùi, và người ta cảm thấy thỏa mãn tình dục bởi cái mùi. Hồi nãy ở trên là nhìn ha, bằng mắt rồi tới bằng tai rồi tới bằng bằng mũi. Đó là mùi. Là cái phổ biến, và là tới cái nếm, mê nếm. Cái này thì thường á, là người ta không thể hiểu nổi. Người ta không thể hiểu nổi là ủa sao mê nếm, là mê cái gì trời. Liên quan tới thỏa mãn tình dục mà mê nếm là cái gì. Đây, cái này là bên bên tâm lý là nó nghiên cứu nhiều lắm, nó nghiên cứu nhiều lắm, nó đầy hết. Liên quan tới hôn, liên tới hôn. Cái này thì ở cái xứ Á Đông của mình á, thì nó ít. Cái xứ Tây nó nhiều lắm. Cái xứ Tây nhiều lắm. Tại vì cái văn hóa của nó là nó hôn thoải mái, nó hôn thỏa thích á. Nó hôn bất kỳ đâu như thế nào, nó chào nhau nó cũng hôn được mà. Nhưng mà nó hôn má nha. Ở cặp cặp đôi mà nó quen nhau nó hôn môi chứ không phải nó hôn má đâu. Cho nên nó, trời ơi, nó là thuộc cái kênh này nè. Cho nên nhiều khi đó, quý vị mà đọc á, quý vị thấy ủa sao Đức Phật buộc kể cho nó hết hả ta? Tại vì có sắc hương vị, sắc thinh khí vị xúc đó, thì kể cho hết luôn ha. Chứ chưa bỏ thì nó lủng sao? Không phải, nó có nha. Là nó có nha, chứ không phải là kể cho nó hết nha. Đó, và cái phần mà nếm mấy vị chất đó, thích về cái vị đó, này dành cho những cái nhóm đối tượng này. Thích hôn, rồi thích cắn, đồ đó các kiểu đó. Mà quý vị mình nhớ hồi xưa đi học đó, mà coi bạn bè mình có đứa nào mà nó rất là thích cắn đó, đụng ai nó cũng nắm tay nó cắn ra đó. Rồi đó, đó thuộc dạng này nè. À, thuộc dạng hồi đó quý vị nào có bị vậy không? Có biết vậy không? Bỏ ngọc. Này nó không có học. Này nó không có học. Có nha,
Cái này là có đó. Và đó chính là cái sự thỏa mãn khoái cảm tính dục vì giới bằng cái việc là hôn người cắn đồ nọ kia đó, thì đây cũng là một trong những cái khuynh hướng thỏa mãn tính dục. Và những cái điều này thì sao? Những cái điều này là những cái thứ mà nó ám ảnh, nó làm kiệt sức và dần già nó sẽ đưa đến cái nghiện dính mắc vào trong nó. Nghiện và dính mắc vào trong nó, đó là cái mà mê nếm, liên quan tới nếm. Cái cuối cùng là cái mà nó nhiều nhất, nó nhiều nhất mà nó rộng nhất luôn, đó là mê xúc chạm, mê sờ mó đụng chạm rồi đó. Trời đất ơi, cái này quý vị thấy nhiều không? Cái nãy mê nhìn ở trên ha là 100 đi, thì cái đi sờ mó đụng chạm cho chú cỡ 80 á, chứ không ít đâu. Tại vì cái khoái cảm lớn nhất của chúng sanh hữu tình nó nằm ở trong dục giới này đó, là liên quan tới sự xúc chạm, liên quan tới sự xúc chạm. Và cái sự xúc chạm là cái thứ mà nó làm cho con người ta dễ dàng dính vô đây nhất, dễ dàng dính vô đây nhất là sự xúc chạm. Và cái sự quan hệ tình dục nó cũng liên quan đến trực tiếp cái sự xúc chạm và thỏa mãn về cái kênh xúc giác trong năm giác quan. Xúc giác là chính yếu, nên đó mê sờ mó đụng chạm nó cũng dính vô. Vậy thì khi mà phân tích ra năm cái này, các quý vị mới thấy nó dính rạch vô trong cái chuyện phái tính này, dính rạch vô trong cái chuyện phái tính, chứ không phải đơn giản là nghe một thanh âm ai đó, ai đó hát hay hay gì rồi cái mê đắm vô. Trời ơi, cái đó nó còn ở cái mức độ mà nó vi tế lắm, cái mức độ vi tế lắm, nó chưa đến nỗi nào nguy hại đâu. Cái thằng này nè, những cái điều mà tôi mới vừa vừa nói cho quý vị đó là những cái thứ mà nó cực kỳ nguy hại luôn, mà thường thường đấy người ta hay né, hay né mà né mà. Thế chả lẽ bây giờ người ta lên là lên lên chùa, lên bục giảng, người ta giảng, người ta lại nói tới những cái thứ này, thì rồi mình sao nói được? Cái sư mà nói được, nhìn xuống này Phật tử tùm lum dưới trơn rồi, thì mấy bà mấy ông người ta lao bánh chứ ai nói mấy này. Trời đất ơi, nó dính trực tiếp luôn á, nó dính trực tiếp luôn. Và quý vị ở trong room thì phần lớn là không phải phần lớn, hết luôn rồi, tự dậy thì trở lên không à, đúng không? Tự dậy thì trở lên không là có đời sống tình dục, chắc chắn không thể nào không có đời sống tình dục hết. Trời ơi cẩn thận, trời ơi cẩn thận, phải ngồi ngó là xem coi mình thuộc cái loại nào, mình mê cái loại nào, và mê cái loại đó thì phải thận trọng như thế nào cho cuộc đời của mình, chứ không thôi là chết liền, chết liền, chết liền tại chỗ, chứ không có giỡn đâu. Gặp trúng một cái đi ha, trúng cái sở thích của mình, trúng trúng cái thói quen của mình á, là đứt cái bụp liền, gọi là đi đời nhà ma luôn. Giảng một đường Phật tử nghĩ mù nẻo. Cho nên là thường thì người ta không có ít, rất ít luôn cái người mà giảng về cái phần này. Nó kiếm hoài, đang kiếm tài liệu y cứ rồi kiếm phần giảng, nó không thấy ai giảng. Không thấy ai giảng á. Mình cũng kiếm xem có ai nói gì tới nó không, lấy chất liệu các kiểu đi. Tìm không ra, cái phần này tìm không ra cái tài liệu. Thì mà trong khi đó nó rất quan trọng, nó dính trực tiếp đến đời sống luôn, dính với những chuyện mà nó hết sức là tế nhị như vậy đó. Mà quý vị mà không cẩn thận là chết ngắt liền á. Đó, là nhìn cái là từ cái đời sống sinh lý cho đến cái đời sống tu tiến. Từ đời sống sinh lý này sẽ sống tu tiến nha. Vậy thì quý vị có thắc mắc thì hỏi nha, giấu giấu để đó chết gắng chịu á nha. Không có gì thắc mắc là tôi qua phần số 2 à. Mà lỡ tôi qua phần số 2 mà ai còn thắc mắc phần số 1 thì cũng có thể hỏi lên nha. Đây, lúc này tôi phân tích siêu thế nha. Từ hiệp thế đến siêu thế. Đây, từ hiệp thế đến siêu thế, đụng vô cái này đó, bắt đầu mệt mỏi à. Thuật ngữ à, nãy giờ ở trên là thoải mái không, nghe hiểu dèo 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 dèo. Tới này bắt đầu hơi mệt nè. Tại vì thuật ngữ rồi, vô siêu siêu thế rồi, thuật ngữ rồi đó. Phân loại tham. Ở đây tôi phân loại tham. Ngày thông kham á, mà thông kham thì ngày phân loại 7 loại tham. 7 loại tham, và khi mà tôi ngồi tôi tra cứu lại 7 cái loại tham ngày thông kham thì ngày phân ra đó, thì trời ơi nó sao quá. Trên dưới trái phải gì nó loạn sầu ngầu nhau hết trơn. Cho nên thành ra tôi ngồi tôi
Dịch lại, tôi làm lại thì dựa trên cái phần giảng đó, phân loại tham đó, tôi có cái sự phân loại lại này cho quý vị để quý vị nhìn ngắm rồi đó. Nó dễ ở trong tất cả các cái lớp mà liên quan tới Phật học thì tôi thường hỏi một cái chuyện là vì sao cũng là ta bất thiện mà bên đây thì nghiệp nó ít, bên kia nghiệp nó nhiều. Bên đây nghiệp nó ít, bên kia nghiệp nhiều. Vì sao cũng làm ta bất thiện mà tôi làm này thì nghiệp ít, làm kia nghiệp nhiều. Và quý vị đều đều trả lời được, đều biết hết rồi, câu trả lời đều biết hết rồi, là mãnh lực của tâm khác nhau, mãnh lực tâm khác nhau, cho nên thành ra tạo ra cái mãnh lực nghiệp cũng khác nhau, mãnh lực nghiệp khác nhau nó trả ra kết quả cũng khác nhau. Đây, vấn đề nó nằm ở chỗ đó, nó nằm ở chỗ đó. Vậy thì nếu như mình phân loại tham mà quý vị có thể phân loại kiểu nào cũng được hết, phân bao nhiêu loại cũng được hết, nói chung là mức độ từ thấp đến cao là được nha, chứ không thiết thiết theo cái kiểu này. Tôi dựa trên tài liệu thầy Không Kham thì tôi phân loại thành gì thôi. Ở góc độ hiệp thế thì tôi phân thành bốn mức độ của tham, bốn mức độ của tham từ thấp đến cao. Từ thấp đến cao mà quý vị thấy có một cái nào mà nó còn dữ hơn nữa thì quý vị cứ quăng lên cho tôi. Cái thứ nhất, cái thấp nhất của tham là sự muốn, là sự muốn nó nhẹ lắm, nó thoáng quá, nó nhẹ lắm, nó mới thoáng quá thôi. Đói quá thấy cái miếng, thấy cái tô cơm muốn muốn ăn, muốn nhào lại ăn, nó vi tế. Nó nằm ở trong tâm, nó vi tế lắm, nó vi tế lắm, nó nằm ở trong tâm, nó vi tế lắm. Và cái này thì cực nhiều, chết ở chỗ là nó tế thiệt đó, nó yếu thiệt đó, nhưng nó nhiều, nhiều dữ lắm, nó nhiều dữ lắm, nó nhiều kinh điển lắm, ngày nào giờ nào nó quay qua quay lại xem cái muốn đầy hết trơn luôn vậy đó. Đây tôi nói về cái muốn tham nha, cái muốn mà nó bất thiện nha, chứ không phải là cái chanh đá, là cái dục đó. Thì cái chanh đá mà nó là cái tham ái chanh đá thì không phải nha. Cái này là cái ái luyến đó nha. Nó có bản chất của tham, nó có bản chất của tham, nhưng mà hỏi cái gốc của nó là cái gì thì cái gốc đó là lục phá. Cái gốc của nó là lục phá, cái gốc của nó là tham. Rồi tôi ghi luôn đây, ở trong thể siêu thế nơi tâm có gốc lục phá cho nó chặt ăn rồi đó. Để quý vị nhớ là cái muốn này là cái muốn tham á, chứ không phải là cái muốn này là cái muốn thường đó. Thì cái muốn là cái nhẹ nhất, muốn ăn rồi cái gì này, muốn thấy đau lưng quá cái muốn nằm xuống xíu, hay tham đó. Thế là tham á, thế là nó tê vì hơn này, nó tê vì thì mãnh lực nó yếu, nhưng mà nó nhiều thì nó mạnh nha. Nhiều á tức là nhiều thứ mà nó cộng gộp lại thì nó trở thành một cái đám quân kinh hồn bạt vía nha. Thế nên đừng thấy nó yếu, đừng thấy nó tế rồi khinh thường nó là chết nha. Mưa dầm là thấm lâu đó, mà thức đêm sâu là qua ngày sau là ngủ cả ngày luôn á. Đó là cái sự muốn đơn thuần lắm, nhỏ lắm, nhẹ lắm. Tiếp theo là cái sự thích. Cái sự thích, cái này là nó cao hơn cái sự muốn này nè. Cao hơn cái sự muốn một xíu là thích. Để ý khi mà tôi nói cái từ đó đó, cái quý vị để ý là trong tâm của quý vị, để quý vị phân loại ra, quý vị phân loại ra xem coi cái mức độ nó có phải ở thằng này nó hơn kia xíu nè, thằng này nó lại hơn kia xíu nè. Quý vị có tưởng tượng ra được cái đó không vậy ta? Quý vị có tưởng tượng ra được cái đó không? Đây là cái mức này nó hơn nè ha. Ồ, cái mãnh lực này, cái này nó mạnh hơn nè, cái này nó mạnh hơn nè, cái này nó mạnh hơn nè, cái này mạnh hơn nè. Quý vị phải tưởng tượng ra nha. Quý vị tưởng tượng ra được cái sự phân loại đó tạm tạm bợ vậy thôi, nhưng mà quý vị phải tưởng tượng ra để làm chi vậy? Tu tiến đó trời. Mình thấy cái này mà nó mạnh quá, trời trời trời, mạnh quá rồi, không được không được không được, cái này là chết liền, là nhẹ nhẹ xuống thôi. Ok rồi, giờ giờ cũng 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 đói bụng rồi, thôi muốn ăn thôi, đừng có ưa thích cho khoái mê ham gì vô chổng rồi gồi luôn, tiêu tùng luôn. Giảm xuống ha, cho tình cái thứ mà nó ghê hồn bạt vía quá đó, nó giảm xuống, nó hạ xuống. Đoạn thì chắc là không được đâu, đoạn thì còn phải lâu lắm, nhưng mà giảm thì được đó, cho nên là cố gắng giảm nha. Lên cao hơn là ưa thích đấy, là sự thích, ưa thích. Cái này là mạnh bắt đầu mạnh lên rồi đó. Cái này thì nó thô rồi, này thô, này biết liền. Cái gì mà mình thích là biết không, người ta đưa vô cái là một là hớp liền. Là cái này là biết nè, cái mãnh lực này là nó vừa, cái kia mình yếu, này mãnh lực vừa, cái này là tham, này nó thô rồi, thấy được rồi.
Ê, người ta thấy không? Người ta thấy. Ê, người ta đưa cho mình cái bánh ăn, mình ưa thích cái bánh đó mình ăn, người ta thấy, ta biết không? Biết ha. Cái này nó có hiển bày ra, người ta có thể thấy được, người ta có thể biết được. Ê, nên cái này nó bắt đầu nó thô rồi. Đó là cái sự ưa thích. Rồi, ưa thích rồi bắt đầu lên cao hơn nữa là gì? Ham. Ham. Quý vị hiểu cái từ ham không? Quý vị thí dụ quý vị đặt một cái câu nào đó mà có cái từ ham thử coi. À. Quý vị đặt một cái câu nào đó mà có cái từ ham thử coi. À, để mà quý vị phân biệt được thấy nó khác với thích. Nó khác với thích dữ lắm. Nó khác với thích. À. Ok, ham ăn. Đúng rồi, chính xác. Rồi, cảm ơn Bo câu quá trời tuyệt vời luôn. Nó rõ ràng luôn. Ham được khen rồi. Đó, nó khác với thích không? Mãnh lực nó mạnh hơn nha. Mãnh lực nó mạnh hơn. Thằng kia mãnh lực nó yếu. Ừ, thằng này mãnh lực nó mạnh hơn. Này nó thô rồi. Từ thô tới ác luôn. Từ thô tới ác luôn. À, cho nên là bắt đầu từ thằng này. Mình thấy cái gì mà ham thì giảm xuống đi, giảm xuống đi, giùm ơn giảm xuống đi. Thấy ham mà rồi thấy ham gì đó ha, là thấy bộ coi chừng rồi đó, có nguy cơ lắm á, có nguy cơ lắm. Giảm nó xuống giùm cái, đưa về thích thôi, rồi từ thích rồi đưa về muốn thôi, rồi xong. Giảm từ 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 nhẹ xuống, cái tham bắt đầu nó nhẹ xuống dần 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 dần, đỡ đỡ ảnh hưởng cho sự tu tiến của mình, đỡ làm cho mình bất tội nguyện sau đó, đúng không? Dù mình muốn đi, muốn nằm xíu mà chưa được nằm thôi không sao, vẫn là thể làm việc tiếp được, thoải mái không có gì. Nhưng mà ham, ham ăn mà ta không cho ăn là thấy rồi đó, thì có chuyện này đó. Tương tự như vậy à, giờ khoái, khoái là mê, khoái là khoái một cái gì đó, mê một cái gì đó là rồi dính luôn chóng rồi đó. Là dính luôn chóng mày ra hết được rồi đó à, dính luôn rồi. Nên là thầm ác, nên là một loại thầm ác. Thì mãnh lực của nó rất mạnh, rất mạnh, mạnh dữ lắm luôn. Khoái là mê này nè. Đây là mức độ liên quan đến phái tính đó nha. Những cái thứ này là liên quan tới phái tính không đó. À, sở hữu tình dục rồi đó. Từ cái mức độ thô này trở lên không à. Từ sở thích cho sự thích, sự ưa đó. Cho tới ham, cho tới khoái. Ha. Liên quan tới tới luyến ái giới tính là nó nằm ở đó đó. Cho nên là phải cẩn thận. Quý vị phải cẩn thận khi mà mình nhìn một cách nó gốc rễ, nhìn một cách nó sâu xa hơn, phải cẩn thận chứ. Phải rất cẩn thận cho mình luôn đó nha. Vậy thì cái cảnh sắc, thinh khí vị xúc nó đi vào lộ ngũ. Nó đi vào lộ ngũ môn, nó làm sanh khởi tâm tham. Sanh khởi tâm tham dưới cái mãnh lực mạnh, mà mãnh lực mạnh của tâm tham tạo ra mãnh lực nghiệp mạnh, và chính cái này nó sẽ làm chủng tử nghiệp luân hồi chắc chắn, chủng tử nghiệp luân hồi chắc chắn. Vậy nên chỗ này đây bắt đầu mở ngoặc ra giải thích cho quý vị chứ, tại sao chư tỳ khưu không được phép lập gia đình? Có giờ quý vị đặt câu hỏi đâu? Có gì quý vị đặt câu hỏi tại sao chư tỳ khưu ni không đặt gia, không lập gia đình đâu? Có ai từng đặt câu hỏi đâu, hay là chỉ biết vậy thôi đó, giờ người ta nói vậy biết vậy thôi, có gì đặt câu hỏi không? Tôi cái này tôi thích hỏi lắm, hỏi lắm chân à. Còn trả lời là lo cho gia đình xong hết muốn tu rồi. Rồi thấy thường quá. Ừ, nói thường quá. Ví dụ những người ta giàu rồi sao con, ví dụ như người ta bạc triệu, người ta bạc tỷ rồi đó chẳng hạn, lo đâu. Tiền thiếu gì tiền thiếu gì phải lo. Thế nên trường hợp của con là trường hợp mà nó không có đủ, không có rào hết đó ha. À. À, đó con nghĩ vậy ha, giờ nghĩ khác ha, giờ nghĩ sâu hơn. À, vậy năm mình được đó. Ok, cảm ơn bò. Đây là cái này là con mới ha, mới mai này mới mới tiếp nhận vô thôi. À, cái hồi trước á, nói hồi trước quý vị, khi quý vị nghe về Phật học, nghe về Phật giáo, nghe về các vị tỳ khưu, tỳ tỳ khưu ni,
Tại vì bên công giáo của tôi đó thì các linh mục của không có lập gia đình, linh mục của không có lập gia đình, và người ta cũng đặt ra nhiều cái vấn đề, thành thử ra nó mới tách ra thành là Tin Lành được lập gia đình, công giáo không được lập gia đình. Bên Phật đó thì Phật Tây Tạng có một nhóm được lập gia đình nha, quý vị có biết không? Phật Tây Tạng là có một nhóm cũng là Phật nha mà được lập gia đình á. Họ họ được lập gia đình thì đó à, đến nay quý vị học mà để mà quý vị hiểu là vì sao các vị tỳ khưu họ không muốn dính tới cái chuyện lập gia đình, và Đức Phật cấm túc ở đưa cái giới để mà vị tỳ khưu không không dính vô trong cái chuyện này. Trời ạ, à, Đức Phật đưa một cái gì đó đó là như là những cái hàng rào để bảo vệ, bảo vệ con của ngài đấy chứ bảo vệ ai. Cho nên ngài là ngài gặp cái hàng rào để bảo vệ, thấy nó nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, mấy đứa con cưng này nguy hiểm quá, không được hay bỏ nó vô ruột, lập cái hàng rào lên để không hâu là chết luôn, nguy hại vô cùng. Nên nhưng mà rồi xong rồi tới đó, cái đó là tới hàng cư sĩ tại gia, làm tiếp một cái hàng rào khác mà nó rộng hơn, đi bên ngoài chưa tới ruột cái trong vậy đó. À, biết ba hả, tự trả lời là tình dục là sự cản trở lớn nhất cho trí tuệ. Với con có nghe một thượng tọa nói là dục là chủng tử dẫn đi luân hồi. À, ok, cái này cũng có nghe cái điều đó ha. À, cái quan niệm mà tình dục là sự cản trở cho trí tuệ đó, nếu mà chỉ con chỉ có biết nhiều đó thôi đó. Trời ơi, con gặp cái trường phái của Osho đó. Rồi cái trường phái của bên Tây Tạng mà là lấy tình dục làm quan trọng đó. Cái tượng Phật của họ đó là có cái hình mà trên trán của cái tượng Phật đó, đó là hình hai người đang giao hợp. À, bên cái trường phái của Tây Tạng đó, bên cái phái gì đó thì quên rồi, cái gì Hồng giáo gì đấy, thì họ cho rằng là quan hệ tình dục là một trong những cái thứ mà đưa đến trí tuệ. Ôi trời ạ. À, đó, và nếu như đó mà cô không có rõ ràng đó, về lâu về dài về con đường nào đó mà mình rớt vô bên bển, cái mình gặp một vị thượng tọa mà thượng tọa đó nói với mình rằng trời ơi quan hệ tình dục nó sẽ đưa đến trí tuệ, rối rối ấy, rối luôn là rối luôn. À, cho nên là phải hiểu, phải hiểu nha, phải hiểu từ trong gốc rễ của nó vì sao như vậy, cái điều đó nó đưa đến cái gì, và đưa đến cái đó thì nó nguy hại gì, và sự nguy hại đó. À, cho nên thành ra Đức Phật mới cấm túc về giới để bảo vệ các vị tỳ khưu, đảm bảo cho các ngài có thể giác ngộ giải thoát được. À, dĩ nhiên người cưỡi tại gia thì không không có tới mức độ này, người tại gia dưới nữa, tôi nói thêm phần dưới cho quý vị chứ không phải là cái phần này. Quỳnh hả, hồi đó con tự nghĩ là không lập để có thời gian tu bớt tham. À, thì nay đã quý vị được làm rõ ra thêm từ cái bài kinh này, và từ cái bài kinh này thì mình mới rõ ra được. À, rõ ra một cách đầy đủ như vậy đó. Thì thấy rất vô dục là mình chỉ có mê mờ thôi. Tại vì tham thì nó đâu có trí đâu, tâm tham nó đâu có trí đâu, còn hợp tà kiến nữa mà, nên hiển nhiên. Nhưng mà trong số các cái dục của ở cái cõi ngũ dục này thì tình dục là cái thứ mà dính nặng nhất, tình dục là cái thứ dính nặng nhất, tình dục là cái thứ mà đưa đến nhiều sự bất ổn nhất. À, và nếu như không có cái sự kiểm soát được nó, không có kiểm soát được nó, đó là ở góc độ của người cư sĩ đó nha, không có kiểm soát được nó thì nó hại nhiều hơn là lợi. Còn đối với tỳ khưu là gì, cắt luôn chứ không có phải là đi 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 đoạn giảm, mà đoạn trừ, đoạn trừ giới vị tỳ khưu mới được. Đụng cũng được nữa mà, chứ huống chi mà liên quan tới tình dục. Cho nên nó vị tỳ khưu thì họ chặt lắm, người cư sĩ của mình thì phải cẩn thận, phải rất là cẩn thận nè, nhớ cái đó. Và cái chính cái chủng tử nghiệp này là cái thứ mà đưa đi luân hồi. À, chủng tử nghiệp này sẽ là cái thứ mà đưa đi luân hồi, chắc chắn luân hồi nha, không có trả giá gì đó, đang có trả giá gì. Cái này là chắc chắn đi luân hồi, cho nên thành ra là còn đi luân hồi là còn phải dính vô trong này, để còn dính cái này là còn đi luân hồi. À, còn mà các vị tỳ khưu thì người ta cắt được cái này, cho nên thành ra các vị có cơ hội là dễ dàng hơn.
so với cái người cư sĩ của mình. Có những cái trường hợp, mà những cái trường hợp đó thôi thì có cái gì phải tôi nói sau, nói sau. Thì tiếp cái phần mới nữa, đó là sắc tính nam và sắc tính nữ. Nhìn thấy bên Bắc truyền ngán tại Bắc mặt mừng ấy, các cư khỉ. Trời ơi, chụp hình chung rồi ôm ấp rồi, rồi dắt tay cầm đi trên đường, ui ta làm binh đó hả. Trời ơi, nhìn nó vậy nữa hả, thầy với ni nữa hả. cái này tôi chưa thấy, tôi thấy sư với đàn bà thì thấy có thấy rồi, vậy thầy sư ni tôi chưa thấy. Thì nó vậy đó quý vị, thấy là trời ơi nó nguy hại dữ lắm, nó nguy hại dữ lắm, nó xâm chiếm mà nó ngự trị ở trong trọng đó, trong tâm á, nên thành ra là thận trọng nè, phải thận trọng á. Vậy thì ở cái góc độ của siêu lý khi nhìn về sắc thì sao? Thì là sắc tính nam, sắc tính nữ. Sắc tính nam, sắc tính nữ này là do nghiệp sanh. Cái sắc tính nam, sắc tính nữ nha, là do nghiệp sanh nha. Do nghiệp sanh á. Và nó đó, có thành tựu á. Cái thành tựu của sắc tính nam, sắc tính nữ là thành tựu cái gì? Cái này tôi show cái màn hình rồi, thành ra tôi không có hỏi được, chứ cái này dạy rồi. Hồi siêu lý học về sắc pháp là dạy rồi. Tứ ý nghĩa của sắc tính nam, tứ ý nghĩa sắc tính nữ là dạy rồi. Mà chắc không ai nhớ đâu, cho nên thôi nhìn màn hình luôn đi. Nó có thành tựu là thành tựu cái chi, là thành tựu nam căn và nữ căn. Cái thành tựu của sắc tính do nghiệp sanh đó là cái sự thành tựu về nam căn và nữ căn, tức là cơ quan sinh dục nam, cơ quan sinh dục nữ. Đó là sự thành tựu về về nghiệp của sắc tính nam, sắc tính nữ. Tuy nhiên còn ba cái ha, còn ba cái không phải do nghiệp sanh, quý vị ơi thận trọng nè. Này thận trọng nè, này mình phải biết nè. Cái thứ nhất là nam tánh hay là nam hay là nữ tánh, là tính cách ấy, không phải do nghiệp sanh nha. Nam tướng hay là nữ tướng, tức là hình dáng á, không phải do nghiệp sanh nha. Nam hành hay nữ hành, tức là hành vi ấy, cũng không phải do nghiệp sanh nha. Tất cả những thứ này là do cái gì sanh? Do tâm sanh hoặc là vật thực sanh, tùy cái. Có cái do vật thực sanh, có cái kết hợp cả hai, có cái thì do tâm sanh. Vậy thì chứ tâm và vật thực, cái này là quý vị chọn đó. Quý vị chọn chứ không phải là do nghiệp nó chọn đâu. Vậy thì mình học, mình có hiểu biết rồi, chọn sao là chọn nha. Này phải cẩn thận nè. Này không cẩn thận là chết liền. Bởi vì cái sự thu hút phái tính, hay là sự thu hút, hay là thích thú, hay là thỏa mãn, tất cả những thứ khác nó còn lệ thuộc vào tính cách rồi. Ê, hành vi, hình dáng đồ các kiểu đó lệ thuộc dữ lắm luôn á. Mà nếu như mình không có biết cái đó, mình không có một cái tâm trong sáng, tốt đẹp, hiểu biết, trí tuệ. Ê, ăn uống thì tá lả âm binh tùm lum tùm la, trời ơi nó nguy cơ lắm, nó nguy cơ lắm. Phải hiểu biết, phải hiểu biết. Hai cái xứ này nó ảnh hưởng, cho nên là nếu như mình có hiểu biết thì mình phối vô để mình điều chỉnh được. Nó tới 3/4 lẫn nha. Vật thực là đồ ăn á con, thức ăn á, cái thứ đưa vào cơ thể hay gọi là dưỡng tố đó. Chỗ ghi vật thực, chỗ ghi dưỡng tố cũng như nhau đó. Vậy chứ hỏi quý vị, chứ cái thức ăn á nó có ảnh hưởng đến tính cách không? Thức ăn có ảnh hưởng đến tính cách không? Thức ăn nó có ảnh hưởng đến hình dáng không? Thức ăn có ảnh hưởng đến hình dáng không? Thôi cái này khỏi hỏi luôn ha, quá trời ha. Này quá trời ha, nàng béo là béo, là trả lời là là số 1 nè. Ảnh hưởng dữ lắm luôn nha, ảnh hưởng dữ lắm luôn nè. Thức ăn có ảnh hưởng nha. Và tương tự như vậy thì ảnh hưởng của tâm trong việc lựa chọn nè, bla 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 các kiểu đó, thì nó ảnh hưởng. Khamá hay là Khamá đó, nó cũng là vậy đó con. Khamá là tiếng Sanskrit, Pali nó là Khamá. Thì với những cái thứ này mình cần cần để ý.
rất cần để ý luôn, rất cần để ý để mà mình kiểm soát được nó, không có để cho nó phát triển một cách lung tung lăng tàn, mất kiểm soát là chết liền. Rồi còn 5 phút ha, hay còn 5 phút, 5 phút ha. Thôi giờ nói luôn đi cho nó ngắn gọn súc mích ha, là nhìn bằng duyên, là cái mà hồi nãy mà Kumi nói ở trên á, cái mà Kumi nói là phân tích lại, dịch lại bên nhóm của Kumi dịch lại đó, là nó cái bốc vô trong chỗ này này, là nó dính trực tiếp vô trong cái duyên sinh, à, dính trực tiếp vào trong cái duyên sinh. Thì ở đây mình nhìn nè, nhìn bằng con đường của duyên sinh thì mình sẽ thấy như thế nào đây. Các cái loại mà nó thuộc về sắc thinh khí vị xúc này, thì cái thứ này nó thuộc về sắc pháp, rupa, nó thuộc về sắc. Cái nam nữ mà mình gọi đời sống hàng ngày của mình ấy, mình nói này người nam, cái này người nữ, ở này là thinh âm, này là tiếng nói của người nữ, này tiếng nói của người nam. Thì cái tiếng nói đó, cái tên nam đó là sắc, mà cái người nữ, người nam mà mình gọi hàng ngày nó là danh. Quý vị nào mà thực hành thiền, quý vị nào thực hành thiền thì phải để ý cái này nha. Quý vị nào không thành thiền thì thôi thoải mái, không không sao, không có liên dáng này đâu. Nên thì ghi cái này cho những quý vị hành thiền thôi, để phân biệt danh sắc nè, tuệ phân biệt danh sắc. Người có tình dục đồng tính thì nhân là do tâm sanh, không phải do nghiệp sanh. Còn cái tình dục đồng tính thì chắc là thầy phải nói một cái bài riêng á Tân, nó rất phức tạp dữ lắm. Có do tâm sanh, có do nghiệp sanh luôn, có do tâm sanh, có do nghiệp sanh, và tùy loại. Chưa có một cái tài liệu lịch sử nào mà phân loại đồng tính mà nó rõ như là trong Phật học. Trời đất ạ, rõ như trong Phật học đó, phân biệt rạch rồi rõ ràng từng loại từng dạng, loại nào được cái gì, loại nào ra sao, đầy đủ hết vậy đó. Đọc vô thấy nó kinh khủng lắm. Hành thiền phải lưu ý đến cái danh sắc á con, tại vì trong hành thiền minh sát hay là niệm xứ đó thì bắt buộc phải phân biệt được danh sắc, lên từ tới tận thiền để phân biệt được danh sắc. Mà không biết cái nào danh, không biết nào sắc, cái đơn là tiêu tùng này, phát triển trí tuệ mà. Thì khi mà các cái loại này nè nó xâm chiếm vào trong người nam, ví dụ như sắc của nữ xâm chiếm nam, sắc nam xâm chiếm nữ đó, nó xâm chiếm vô, nó xâm nhập vô đây, nó xâm nhập vô, nhìn vô trong góc độ duyên đây nè, đó là liên quan tới cái này nè, liên quan tới sáu cái con đường nó đi vô nè, sáu con đường để lục nhập. Vậy lục nhập là cái gì vậy? Lục nhập là cái gì? Cái này cũng dạy rồi nè, mà không biết trong room này chắc là có một số anh chị em có học trước thôi, anh chị em sao thì em có lục nhập là gì ai biết không, kể nghe thử ai. Lục nhập là gì vậy? Đừng nói lục là nước nha, nước lên anh nhập vô nha. Ai biết không, ai biết lục nhập là gì không? Không ai biết gì hết, biết được nhiêu kể nhiêu rồi. Lục nhập là gì? Chà bé ba đánh ha, bò không nhớ nào trơn luôn hả? Nhớ bò có nhớ, nhớ có học rồi. Cảnh thấy số chỉ môn mà. Bát tích cha sẽ ba đá này này, có quý vị nào đã từng học về về duyên sinh chưa? Room này có quý vị học về duyên sinh chưa? Sáu trần tiếp xúc với sáu căn ha, ở đâu hả con? Lúc đó sẽ có cái gì lên hả con? Ừ.
Thôi chắc là để có một cái dịp nào đó ha, một dịp nào đó tôi hướng dẫn lại về cái duyên sinh. Duyên sinh rất là hay, duyên sinh rất là hay. Thôi để dịp có dịp đi ha. Phải phải thuộc cái vòng của duyên sinh ấy nha, thuộc xuôi thuộc ngược đó, vô minh duyên hành hành duyên thức duyên sắc rồi đó. Là phải thuộc. Thì đây, danh sắc sẽ duyên với lục nhập. Danh sắc sẽ duyên với lục nhập. Danh sắc. Tức là hồi nãy trên tôi nói đó, cái sắc của người nữ. Cái sắc đó là cái phần vật chất nha. Nhưng của người nữ là danh đây. Cái hồi của là danh đấy. Thì cái danh sắc này nó xâm nhập vô trong cái người nam. Tức là ví dụ như lấy mình làm yếu tố đi chẳng hạn. Nó xâm nhập vào trong mình. Ha, đó, thấy cái kia nó xâm vào trong mình. Đây là đường đi của nó nè nha. Đây là đường đi của nó nè. Cái danh sắc đó đó, nó xâm nhập vào trong mình. Theo sáu cái cửa. Theo sáu cái cửa. Nhớ không? Sáu cái cửa. Cửa gọi là môn. Gọi là môn. Sáu cái cửa đó. Nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn. Mà nãy các bạn trên là căn cái tiếp xúc với trần đó. Căn trần đó, tiếp xúc nhau là có cái gì là môn mở ra. Căn trần gặp nhau là môn mở ra. Cho nên là ở chỗ đó lục nhập. Sáu cái cửa đi vô. Được chưa? Sáu cái cửa đi vô. Lúc bây giờ nghe, danh sắc làm duyên cho lục nhập sanh khởi. Nhớ chưa? Danh sắc làm duyên cho lục nhập sanh khởi. Đó. Mà lúc này là lục nhập lận chứ không phải ngũ nhập. Nó là lục nhập lận là nó tới sáu lận. Nó là sáu yếu tố lận. Chứ không phải là chỉ có năm đâu nha. Là đi con đường của cảnh pháp nữa đó. Đi con đường của cảnh pháp nữa đó. Vậy thì nếu như mà nói về cái chuyện là đi con đường của cảnh pháp, vậy thì đi đường nào? Thầy xin thưa là lộ tâm nó là một cái gì mà nó là một sự tích tắc rất nhanh. Vèo cái là nó mất rồi. Thì nó trở lại làm cảnh pháp lại cho cái thằng đằng sau của nó. Cái chuyện đó là vô cùng nhanh, vô cùng nhanh luôn. Thì do đó mà sẽ trong một đoạn thời gian delta t nào đó xảy ra cái quá trình mê đắm, nhìn mê đắm một cái bóng hồng nào đó lướt qua chẳng hạn, thì nó đã trở thành cảnh pháp trong đầu khi nhắm mắt lại rồi. Rồi ra nó mới xâm chiếm và ngự trị sau đó được. Cho nên thành ra chỗ này là lục nhập là vậy đó. Được chưa? Thì sau đó là cái đó nó làm sao nó ở lại. Nó mới đi vô không hả? Đi vô rồi nó phải ở lại. Đi vô nó phải ở lại. Ở lại rồi sao hả? Nó quậy. Nó quậy rồi sao nó đẻ con. Đó 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 là tiến trình của nó đó. Nó đi vô nè, rồi nó ở lại. Nó đi vô nó ở lại, ở lại, nó ở lại mới có xúc có thọ nè. Cái này là bắt đầu nó nhập vô, đó là nó cư ngụ đó, là nó ở lại đó. Nó ở lại là nó cư ngụ rồi là có xúc có thọ sanh lên. Lục nhập làm duyên cho xúc. Xúc làm duyên cho thọ, đuổi ra các chỗ ái. Các thật ra thì các cái chỗ nào cũng được, các cái chỗ nào cũng được. Nhưng mà các ái nó dễ hơn, tại vì các ái nó hiện nó bày lên, các dễ hơn. Nhưng mà đối với tôi đó, thời tôi cắt cái gì, tôi cắt cái xúc với tôi không cắt cái ái. Tôi cắt cái xúc với tôi không cắt cái ái. Nhưng mà nhiều vị thì quý vị cho rằng là cắt cái ái. Cắt cái ái thì cái ái nó hiện bày lên rõ nhất, thấy liền. Rõ nhất là thấy liền. Và nó sao nó làm cho cái ái mà nó hiển bày rõ nhất thấy liền. Lại tại vì đây nè, bên đây nè. Khi mà dính vô trong một cái người vậy đó là mệt mỏi sanh lên nè. Kiệt sức là thấy liền. Kiệt sức là thấy liền. Tùy thôi con, tùy. Có khi đó các ngài nhớ cái giới mà thu thúc không? Nhớ cái giới thu thúc không? Các vị tỳ khưu á phải thu thúc đó. Dạ xin thưa là chỗ lục nhập là người ta đóng mẹ cái cửa lại rồi, đường đâu mà vô. Lục nhập là người ta đóng cửa lại rồi, người ta thu thúc người ta đóng lại rồi. Không có, ví dụ như đi khất thực đi, mắt có nhìn nghía 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 chỗ này chỗ kia không? Tay chân có quơ 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 không? Đâu có. Rồi. Đâu có, từ cái chỗ mà lục nhập là người ta đã dẹp rồi, người ta đã thu thúc ở trên đó rồi. Thành ra là nó có cửa rồi mà nó vô được. Nó vô không được mà nó xúc mà nó thọ mà nó ái mà nó thủ gì nữa, đâu có cơ hội đâu. Từ trên lận người ta xử lý từ trên lận. Còn mình thì thôi, mình thấy mình
chưa kham được tới cỡ đó thì tùy mỗi người ha, tùy mỗi người à, mọi người có thể lựa chọn cho mình chỗ nào đó quen thuộc mình thấy làm được làm đó. Nó cư ngụ mình làm cho kiệt tâm sức, kiệt tâm sức là dính tới ái với thủ, có ái có thủ cho trông trọng đó. Ở trên nó cư ngụ là có xúc có thọ khoái, chứ lúc mà nó còn còn cư ngụ là khoái lắm nha, vui có bồ sao vui, trời ơi. À, nghe cái thinh âm mà mình khoái trá đó thì sao vui à, vui là thọ đó quý vị, vui là thọ đó. Dính vô là ái, dính vô là bắt đầu kiệt rồi, bắt đầu kiệt sức tâm sức, bắt đầu kiệt hao kiệt rồi đó. Và tới thủ là giữ đó à, tới bắt đầu nó khổ rồi vẫn không buông nha, nó khổ vẫn không buông luôn, là tới thủ là xem như là dính dính dữ đắm luôn rồi, dính vô trong trọng rồi đó, là tới thủ là giữ giữ chặt à. Ái thủ giữ xong rồi sao, giữ đó thì sao, nó đẻ ra chủng tử nghiệp sanh đi luân hồi, đẻ ra chủng tử nghiệp đi luân hồi, nó là hữu đó. Hữu đó có hai loại, hữu nghiệp và cái nghiệp hữu và sanh hữu, nghiệp hữu và sanh hữu. À, sanh hữu đó là đẻ con đẻ cái ra đó, nó bày đàn ra đó. Rồi cái nghiệp hữu là gì, là cái thứ mà nó đưa đi luân hồi, mà nó luật nghiệp tạo ra do những cái yếu tố này nè, thủ hữu rồi thủ ái rồi nó tạo tác ra. À, và cái nghiệp hữu này đưa đi luân hồi, cái sanh hữu này đã tiếp tục sanh mạng tiếp theo. Đây là con đường đi của chúng sinh ở trong đây nha. À không, xúc này không phải là cái cảm giác, xúc này là cái sự tiếp xúc á. À, cái sự tiếp xúc. À, xúc này là cái sự tiếp xúc. Còn thọ là cái cảm giác. Thọ mới là cảm giác. À, tại sao sinh ra sinh luân hồi? Do phải trả nghiệp thêm à, ai đâu mà trả, có ai đâu mà trả. Không phải hiểu là trả hay không trả à, mà đó là một cái quá trình tự động của nó, một cái quá trình tự động của nó, mặc định của nó. Hay là khi mà nó xuất hiện cái này thì cái này tiếp tục mầm móng nó lên nữa, cũng giống như đó cái cây khoai mì à, được chặt ra một đoạn trên thân và cắm xuống đất thì nó mọc thành bụi mới. Hỏi rồi nó trả nghiệp ra nó làm gì, không phải, nó là đặc tính tự nhiên của nó, gọi là niyama. Niyama là cái quy luật, cái định luật và liên quan tới nghiệp, kamma niyama à, là cái định luật về nghiệp, cái quy luật về nghiệp. Đó là cái quá trình mà tất yếu phải xảy ra của tất cả những chúng sanh còn chìm đắm trong cái sự vui thích giác quan, cái sự ngu dốt và sự chấp thủ, tức là vô minh, ái dục và chấp thủ. Thì cái quy luật đó nó không bỏ, không bao giờ bỏ. Ba cái yếu tố là ba cái mà nó cột lại, và người nào mà còn dính ở trong ba cái yếu tố đó thì còn bị như vậy à, không không khác được, không vùng vẫy gì được chứ. Nhất định là phải như vậy thôi à. Rồi chắc là có nhiêu này thôi, chứ qua phần sau đâu có kịp, hết giờ rồi. Buổi sau mình nói về cái áp dụng vô trong đời sống tu tiến ha, là cái phần này là của mình nè à, phần, à, vậy luân hồi để chúng sanh tiếp tục cái tham này, không phải, không phải để, tại vì luân hồi đâu phải là của ai đâu mà để cho ai. Ê, quân hiểu không? Tại vì luân hồi ví dụ như thì bảo đi cái đời sau của ông quân là ai, thầy đâu có biết đâu, con cũng đâu có biết đâu à, chỉ bậc nào mà có tuệ có thần thông thì ta mới biết thôi, con đâu có biết đâu. Thành ra là ở đời sau của con, ví dụ như đời này của con đi chẳng hạn nè, à, con bảo là ờ, sinh ra đời này để con tiếp tục con tham là con đâu có biết điều đó đâu, mà nó là một cái quá trình mặc nhiên xảy ra như vậy đó. Thí dụ ha, thầy mô tả đi, con thấy nó dễ hiểu. Là ví dụ nhà con nuôi con gà, nuôi con gà mẹ, xong cái con gà mẹ nó đẻ cái trứng, cái trứng nó đẻ thành con gà con, cái con gà mẹ chết đi, cái con gà con lớn lên trở thành con gà mẹ, cái con gà mẹ nó đẻ cái trứng ra trở thành con gà con. Con là cái người mà con có tuổi thọ nó rộng hơn, nó lớn hơn, con nhìn thấy cái điều đó, con nhìn thấy điều đó, rồi từ cái đó nó trở thành cho con một cái quy luật, con nhìn thấy được à, đây là sự luân hồi, cái sự luân hồi liên tục liên tục liên tục liên tục, nó cứ đi như vậy thôi, nó cứ đi như nó phải đi như vậy đó, nó cứ đi như nó phải đi như vậy đó, không thể khác được, nó đi như nó phải đi như vậy đó. Thì đó chính là cái quá trình luân hồi, và không ai can thiệp gì được hết đó con. Mình muốn bây giờ, ví dụ như giờ con nói là tôi không muốn luân hồi nữa, tôi nhấn nút cái tôi hết luân hồi, không được, không được, nó vô ngã, nó không có lệ thuộc vào trong cái mình muốn nữa, cái là mình được. Nó là một quá trình, nó là một cái quá trình thực hành bát chi thánh đó.
và cho đến khi hoàn mãn và đầy đủ thì mình lệch ra khỏi cái vòng đó, mình lệch ra khỏi cái vòng đó, tức là cắt bạc cái yếu tố mình thì nói đó, vô minh ái dục chấp thủ ba thứ này, vô minh ái dục chấp thủ mình hết rồi, thì mặc nhiên rớt ra, mặc nhiên nó rớt ra, nó không còn nữa, không còn ở trong cái vòng luân hồi nữa. Thì Phật học gọi nó là đắc thánh rồi, niết bàn gì bla 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 các kiểu đó. Nhưng mà thông thường thì khi mà cái người ta không có học Phật học, người ta tưởng tượng như là đó là đạt được một cái gì đó tuyệt vời, hào quang phóng chiếu hay là bla bla, đúng phải, không phải, đó là dừng dứt đi cái sự lệ thuộc ở trong cái vòng vòng xoay đó, cái vòng quay đó, dừng dứt đi trong cái vòng quay đó, không còn bị cái đó nó chi phối nữa là xong. Nó gọi là giác ngộ giải thoát. Nó chỉ có vậy thôi đó. Ok. Tất nhiên cái này là có thể giết. À, nó liên quan tới mãnh lực của tâm nữa coi. Cái này chắc học siêu lý từ từ biết. Tại vì mãnh lực của tâm siêu thế nó khác. Tâm siêu thế bắt cảnh niết bàn. Thì lúc đó nó phải xảy ra cái lộ gọi là lộ đắc đạo. Và chính cái lộ đắc đạo làm sanh khởi lên cái tâm gọi là tâm đạo. Và cái tâm đạo đó, cái mãnh lực của nó cắt ngang cái dòng luân hồi vượt ra. Và chỉ khi nào có được cái tâm đó sanh lên cắt dòng luân hồi thì người đó mới chấm dứt được. Còn không thôi là không. Nhưng mà chấm dứt đó là còn tùy theo cái tâm đạo nào nữa, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, ba cái loại đạo đó, thì vẫn còn cái bánh lăng nó vẫn còn chớn. Cái chớn nó vẫn còn đi, giống như mà cái con chạy xuồng, chạy ghe tắt máy, chớn nó vẫn còn đi tiếp, nó còn vẫn đi tiếp theo quy luật của nó. Tới một khoảng nó mới dừng lại. Còn đối với cái người mà đắc được tới tứ đạo thì xem như là xong. À, xem như là xong, tức là họ dừng cái bụp lại xong rồi luôn. À, tới cái tâm tứ đạo thì mới làm được chuyện đó. À, phải xem. À, nghiệp lực hả, nghiệp nó cái đó nó liên quan tới cái lộ cận tử nữa. Nó liên quan kiến thức tùm lum hết trơn à. Học từ từ thôi, không khác nào khác với con ơi. Có những cái đùng hay là không được. Cái lộ cận tử, tại trong cái lộ cận tử đó còn phải bắt cái cảnh nào nó mới được cái gì. À, nó ta lả mình thứ đúng không? Đó là lý do mà thầy bảo là chỉ có trong Phật học thì mình mới trả lời hết được tất cả câu hỏi đó. Còn không có thì tìm không thấy chỗ nào khác mà nó trả lời được hết. Chỉ có trong Phật học nó mới có trả lời thôi. Nên thôi hy vọng từ từ ha, từ từ học rồi hiểu biết thêm. Ok thôi mình nghỉ, mình chuẩn bị chắc là mình nghỉ một xíu đi rồi cái mình lên Bách Thành Á trên, anh chị em trên đang chờ mình sẵn rồi. Rồi bye bye các bạn. Bye 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 bye. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.